Và tiếp tục đầu tiên là mình sẽ chọn ra một bạn ngẫu nhiên trong video trước để nhận BNB nhé. Trong video trước thì đang có là 13 bạn comment hợp lệ nha. Và bạn trúng giải trong video này thì Thịnh Nguyễn Phúc nhé. Và nếu như bạn xem video này thì bạn có thể là IB cho mình qua Facebook hoặc là Tele để bạn nhận BNB nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào chủ đề chính của video ngày hôm nay nhé. Hi, xin chào bạn đến với video tiếp theo của mình. Và video này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái trang web mới cho mọi người là đi đầu tư kiếm tiền nha. Với cái trang này thì nó theo kiểu là giao dịch AI nhé, robot AI nha. Và đầu tiên thì mình sẽ đi vào hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản trước nhé. Khi các bạn kích vào link trong phần mô tả của video thì nó sẽ hiện cho bạn một cái phần giao diện như này để bạn đăng ký tài khoản nha. Nếu như bạn mà muốn mở qua trình duyệt YouTube, mở qua trình duyệt Google Chrome hoặc là trình duyệt khác của các bạn, để các bạn đăng ký tài khoản thì các bạn sẽ kích vào ba gạch ở trên cùng, sau là các bạn sẽ mở qua trình duyệt cho mình nha. Mở xong thì các bạn sẽ điền là tên người dùng vào nhé. Ví dụ như là nơi kiếm tiền mình sẽ điền là nơi kiếm tiền này, sau là số điện thoại nha. Ở cái số điện thoại này thì các bạn cứ điền nhé, không sao cả nha. Rồi điền số điện thoại xong các bạn sẽ nhập code bên cạnh này vào nhé. Code này nha, các bạn sẽ nhập vào đây này. Của mình nó hiện là 84 và 96 thì mình sẽ nhập vào này. Sau là cái mật khẩu nhá. Và ở đây là mật khẩu đăng nhập nha. Sau là confirm lại mật khẩu này. Hai cái mật khẩu giống nhau nhá. Nhập xong các bạn sẽ kích vào cái phần ở dưới này setting cho mình nhá. Tức là phần đăng ký nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đăng nhập tài khoản của mình vào nhé. Login tài khoản này. Các bạn sẽ điền là số điện thoại nhé. Xong là cái mật khẩu nhé, mật khẩu đăng nhập nhé. Xong là login này. Và đây chính là phần giao diện chính của trang này nhé. Các bạn sẽ có một cái gói thử nghiệm để các bạn hoàn thành. Để các bạn hiểu về cái cách các bạn kiếm thu nhập cái trang này thì nó đã cho các bạn một cái gói đầu tiên, đó là gói bắt đầu. Khoản đầu tư đầu tiên của bạn để các bạn tìm hiểu qua cái trang này nha, cách thức nó kiếm tiền như nào này. Các bạn sẽ kích vào bắt đầu nhé, bắt đầu đầu tư khoản đầu tiên này. Ok, thì nếu như mà cái khoản thử nghiệm này ấy, thì nó chỉ cho các bạn là thời gian hiệu lực là một ngày, cũng tương tự đó là các bạn sẽ có lợi nhuận là 0,3 USDT nhé. Số tiền các bạn phải trả nó là 0 đô luôn, đó là gói miễn phí nha. Và mỗi tài khoản thì nó sẽ có cho các bạn một cái gói miễn phí để các bạn mua thử nhé, để các bạn hiểu cách thức mua cũng như là cách thức các bạn đầu tư vào, các bạn nhận lợi nhuận hàng ngày nha. Ok, nhấn vào phần trả này. Rồi, nó hiện cho mình là mình đã mua một cái máy thành công nhé, một cái robot thành công này. Người máy của tôi này, thời gian hàng ngày này. Thì sau một ngày các bạn mới có là 0,3 đô này nhé. 0,3 đô này thì các bạn muốn rút, các bạn vẫn phải là gửi tiền vào thì các bạn mới đủ mới rút nhá. Bởi vì cái này nó chỉ giới hạn một ngày, cũng chỉ là một tài khoản một lần thôi. Ok chưa? Quay trở lại này. Rồi thì đầu tiên mình sẽ đi vào phần nạp tiền nhá. Mình sẽ nạp tiền vào và mình sẽ test cho các bạn xem luôn, mình hướng dẫn các bạn kiếm tiền trang này luôn nhá. Ok, các bạn sẽ chọn tiền nạp này. Các bạn sẽ có min nạp nhỏ nhất của nó là 10 USDT. Và mình rút cũng tương tự là nhỏ nhất là 10 đô trở lên nhé. Rồi các bạn đã nhập số tiền nạp rồi thì các bạn sẽ nhấn vào xác nhận nhé. Giả sử ở đây các bạn có thể là nạp hơn này 100 đô thì các bạn có thể là chọn 100 này. Hoặc là các bạn tự nhập vào nhé. Muốn nạp bao nhiêu các bạn cứ nhập vào nhé. Ok, mình sẽ nạp thử là 10 đô vào, mình sẽ test cho các bạn xem nhé. Xác nhận nạp tiền này. Nó sẽ có cho mình đó là địa chỉ ví USDT TRC20. Mình sẽ sao chép địa chỉ ví này. Sau là mình sẽ quay trở lại ở trên sàn giao dịch để mình chuyển 10 đô vào nhé. Mình rút 10 đô ra cái địa chỉ ví này nhé. Hiện tại là mình đang có 100 đô nhé. Mình sẽ đi vào phần rút này. Ở trên cái ví thì các bạn sẽ đi vào phần chuyển tiền nhé. Nhưng mà ở trên sàn thì các bạn sẽ đi vào phần rút cho mình. Ok, chọn cái đồng USDT. Các bạn sẽ chọn mảng cho mình là TRC20 nhé. Các bạn chỉ cần là dán địa chỉ ví vào này. Địa chỉ ví này là địa chỉ ví ở trên cái trang mà các bạn vừa copy cho mình nhé, chứ không phải là địa chỉ ví ở đâu nha. Địa chỉ ví USDT ở trên đấy nhé.
Nếu như mà nó không hiện là tự động cho mạng lưới thì mình sẽ chọn này, các bạn sẽ chọn cho mình là TRC20 nhé. Đây, TRC20 phí là 1 đô nhá, tức là tròn nhá, mạng tròn này, xác nhận này, tối thiểu là 10 đô này, mình sẽ nhập là 10 đô này, ở đâu 11 đô nhá, phí rút của nó là 10 đô rồi thì các bạn sẽ rút cho mình đó là 11 đô nhá. Có một số các sàn khác thì cái phí rút của nó thấp hơn nhá, có thể là 0,8 đô thôi. Ok, nhập xong các bạn sẽ kích vào cho mình phần rút này. Rồi mạng lưới là 1 USDT này, xác nhận này. Ok, mình sẽ lấy mã nó gửi về trong địa chỉ Gmail của mình nhé. Ok, xác nhận này. Yêu cầu rút tiền thành công nhé, 11 USDT nhé. Bây giờ các bạn sẽ đợi khi nào mà nó hiện là rút tiền thành công thì các bạn sẽ quay trở lại trang web cho mình nhé. Rồi thì cái này là nạp tiền nó cực kỳ là nhanh nhé. Các bạn chỉ cần là yêu cầu rút tiền thành công xong các bạn đợi cho vòng 1 phút là nó cộng ngay ở trên trang này nhé. Số dư hiện tại của mình đang có là 10 USDT nhé. Mình sẽ quay trở lại này. Bây giờ là các bạn có thể là đi mua cái bản trải nghiệm này nhé. Tức là cái người máy LS AI này nhé. LS AI này, bản trải nghiệm này, hợp đồng thì ở đây nó có cho các bạn là 5-6 cái gói để các bạn đầu tư nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi mua cái máy đầu tiên, đó là máy trải nghiệm nhé, trải nghiệm siêu máy tính LS AI hợp đồng này. Ok, các bạn sẽ mua cho mình. Ở đây thì nó có giá bán là 9,9 đô nhé. Sau một ngày các bạn sẽ nhận về đó là 1,5 đô. Tính ra thì các bạn chỉ có lãi đó là 0,5 USDT cộng thêm là 0,3 USDT miễn phí kia, cái máy miễn phí kia, thì các bạn sẽ có tiền lãi là 0,8 đô nha. 0,8 đô sau một ngày, tức là min gửi là 10 đô thì các bạn sẽ rút về ví của các bạn đó là 0,8 đô. Ok chưa ạ? Rồi thì bây giờ mình sẽ mua cái máy này nhá. Số dư hiện tại này, mình sẽ kích vào cái phần trả này. Ok, thì mình đã mua thành công nhá. Hiện tại là mình đang có là 2 cái máy nhá. Một cái máy là máy miễn phí, còn một cái máy là mình đầu tư nhá. Mình đầu tư là 10 đô vào. Ok chưa ạ? 9,9 USDT này. Thời gian đều là một ngày nhá. Và các bạn lưu ý là cái máy trải nghiệm này thì nó cũng chỉ cho các bạn một tài khoản là mua một lần duy nhất thôi nhá, không phải là mua được nhiều lần nhá. Ok, mình sẽ quay trở lại về review qua về cái đầu tư trong vòng 7 ngày này. Và cái gói 7 ngày, chu kỳ 7 ngày này thì mỗi tài khoản thì các bạn sẽ mua được là 7 lần nhá. À lộn, 5 lần nhá. 5 lần mỗi tài khoản thì các bạn cứ đầu tư tẹt ga với cái gói là 7 ngày là ổn nhá. Còn 1 tháng thì mình thấy là nó kiểu là nó khá là dài cho nên là mình không chắc chắn cho lắm nhá. Ok, thì cái này các bạn có đủ số dư là 10 đô thì các bạn cũng làm tương tự như phần đầu tiên mình hướng dẫn các bạn mua cái chu kỳ một ngày kia nhé. Còn nếu như bạn nào mà muốn an toàn thì các bạn sẽ đầu tư cho mình cái gói một ngày. Các bạn cứ tạo một cái tài khoản đầu tư một lần cũng được, sau là bỏ nhé. Cái đó là theo các bạn lựa chọn nha. Rồi tiếp tục một cái gói này. Gói LS giao dịch AI 1.0S này. Đối với cái robot này thì các bạn sẽ đầu tư là 100 USDT vào, thì thu nhập hàng ngày của các bạn là 3 đô này, và thời gian hiệu lực là 30 ngày. Trong vòng 1 tháng thì các bạn sẽ kiếm được là 90 đô, gần là x2 tài khoản ở cái gói này nhá. Số tiền trả là 100 đô này. Rồi thì trong cái phần tiếp tục đó là phần chia sẻ nhá. Ở đây thì mình sẽ đi vào cái phần chia sẻ này, mình sẽ hướng dẫn qua các bạn. Trong cái phần này thì các bạn sẽ sao chép liên kết các bạn đi giới thiệu bạn bè nha. Ở đây thì nó có cho bạn là lên đến là 40% khi các bạn giới thiệu bạn bè nhá. Nhưng mà thực tế là không phải nha. Là 15% là ở level 1 và 6% level 3, level 2 và 3% level 3 nhá. Tức là cấp 1, cấp 2 và cấp 3 nha. Các bạn phải lưu ý là các bạn đã gửi tiền vào rồi thì bạn phải đợi cho vòng
24 giờ sau thì bạn mới đi vào phần rút tiền nhé. Nếu các bạn mà đầu tư cả quá chu kỳ là một ngày nhé. Hiện tại thì mình vẫn chưa rút tiền ở trang này nhé, nhưng mà các bạn có thể là đợi ngày mai mình sẽ đi vào phần rút tiền, mình sẽ cập nhật phần rút tiền cho các bạn xem nhé. Ok, các bạn sẽ đi vào cái phần là địa chỉ của tôi để các bạn thêm địa chỉ ví rút tiền cho mình nhé. Đây, các bạn sẽ đi vào tiếp tục là thêm vào địa chỉ ví này. Các bạn sẽ thêm địa chỉ ví USDT TRC20 nhé. Như ở phần đầu mình chia sẻ rồi, các bạn chỉ có thể là chơi được qua mạng TRC20 thôi nha. Chắc chắn này. Rồi thì mình sẽ dán địa chỉ ví USDT TRC20 vào nhé. Các bạn sẽ kiểm tra là chính xác địa chỉ ví của các bạn nha. Địa chỉ ví TRC20 nhé. USDT mạng TRC20. Dán xong thì các bạn sẽ nhập cho mình đó là mô tả ràng buộc địa chỉ ví này. Hoặc là các bạn bỏ qua sau là xác nhận này. Ok, như vậy là mình đã thêm địa chỉ ví rút tiền của mình thành công nhé. Thêm xong các bạn sẽ quay trở lại này. Các bạn sẽ đi vào một cái phần cho mình đó là đặt mật khẩu giao dịch nhé. Đây, đặt mật khẩu giao dịch này. Ok, các bạn sẽ điền cho mình đó là mật khẩu đăng nhập này. Mật khẩu đăng nhập và mật khẩu giao dịch, xác nhận là mật khẩu giao dịch nhé. Ok, các bạn sẽ kéo xuống, sau là các bạn sẽ xác nhận cho mình nha, ví xác nhận này. Rồi, mình đã cập nhật mật khẩu rút tiền rồi, thì các bạn chỉ cần là đợi trong vòng 24 giờ, cái máy của các bạn kết thúc nhá, cái robot này của các bạn kết thúc, thì các bạn mới đi vào cái phần của tôi để các bạn rút tiền được nha. Ở trong cái phần rút tiền này, các bạn sẽ nhập số tiền các bạn rút nhá, 11,8 nhá. Nếu các bạn mà đầu tư tương tự như mình, là 11,8 đô này. Các bạn nhập xong, các bạn sẽ kích vào phần xác nhận rút nhé. Nó sẽ hiện cho bạn là nhập mật khẩu rút tiền nha. Nhập xong các bạn sẽ đi vào phần xác nhận này. Tức là hiện tại là mình chưa có số dư ở đây, mình không thể rút tiền nhé. Nếu như các bạn mà có số dư, các bạn kích vào, nó sẽ hiện là rút tiền thành công nhé. Phí rút là 0% nha. Khi các bạn rút tiền thành công rồi thì các bạn sẽ quay trở lại ở cái phần của tôi. Các bạn có thể là đi vào các phần như là ghi lại lịch sử giao dịch này, hồ sơ thu nhập hoặc là hồ sơ rút tiền nhé. Đây chính là phần ghi lại lịch sử giao dịch này. Còn bạn nào mà muốn tham gia nhóm Tele hoặc là kênh Tele thì các bạn có thể là kích vào phần mô tả video nhé, hoặc là các bạn liên hệ trực tiếp với cái thằng admin trang này nha. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây nhé. Và ngày mai thì mình sẽ thử rút tiền và mình sẽ cập nhật cho các bạn xem nha. Nếu như bạn nào mà nhận được giá trị cho video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.